Tức là sau khi phạm tội, bị cáo giữa bị cáo và phạm tâm là không thể liên lạc với nhau, không gặp nhau và không điện thoại với nhau, đúng không? Như vậy là từ khi mà phạm tội đến khi trước ngày mà bị tạm giam thì giữa bị cáo và cáo tâm chỉ trao đổi vấn đề, đó là bị cáo tâm có dặn bị cáo là nếu như công an gọi thì nói là tâm đang ngủ ở nhà tháng đợt, và ngoài ra là không thể nói về tất cả những nhân viên nội dung vụ án, đúng không? Như vậy ngay từ đầu bị cáo đã khai tòa này và bị cáo là không